Xin chào mọi người, hôm nay mình đi chợ có cái cá này rất là lạ nên mình mua về mình kho ăn thử. Khi ăn thì cái thịt nó rất là chắc, mình rất là thích ăn cái cá mà cái thịt nó săn, nó chắc lại hơn là cái cá mà thịt nó bở. Cá này người ta gọi là cá kìm. Đây, còn nguyên con cá là nó sẽ như thế này, người ta làm. Mình làm được một nửa xong mình phải quay lại cho mọi người thấy cái vì cái nguyên trạng của nó thì nó biết cái hình thức nó giống cái kìm. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ đầu, bỏ ruột và bỏ cái phần vây đuôi đi. Giờ mình sẽ ướp gia vị nha. Mình sẽ rửa sạch để ráo, sau đó mình cho một cái gia vị sẵn kho cá vào. Mình cho tầm này là 2 lạng cá thì mình cho nửa bịch nha. Mình sẽ cho một ít dầu ăn. Và một ít đường nha mọi người. Phần đường còn lại mình sẽ đem rán lên á, thì đường nó tạo màu món kho. Trong phần ướp này mình sẽ cho một ít thôi, mình sẽ cho một ít nước mắm, ít bột ngọt và ớt trái sắc. Mình sẽ cắt ớt vào đây luôn. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh, hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tại lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Mình sẽ ướp trên 30 phút nha. Phần này thì mình để đó, sáng mình đi chợ mình ướp xong tối mình về mình kho, mình nấu ăn tối. Đây là cái nồi mà mình sẽ cho đường vào và mình để nhỏ lửa cho đường nó tự tan luôn. Nó sẽ có cái màu kẹo đường để mình kho cá nó vừa chắc mà vừa lên màu. Mình sẽ để nhỏ lửa cho đường tan nha. Thường mình vừa các bạn dùng đường trắng, đường trắng nó sẽ nhanh tan hơn. Đường này mình có thì mình dùng cái đường này. Mình sẽ cho thêm một ít ớt bột và tiêu bột vào cái phần cá của mình đã ướp. Bây giờ đường nó tan ra như thế này, các bạn sẽ cho cá vào. Các bạn sẽ đổ hết vào nha. Đấy, mình đã có một nồi, bây giờ mình chỉ cần bật nhỏ lửa để nó rim lại, nó cứng cá cho tới khi mà con cá nó chín và cái gia vị của mình đã sệt xung quanh con cá hết là được nha. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh, hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tại lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Cho thêm mấy quả ớt vào rim nữa để khi ăn á, muốn ăn cay thì cắn thêm cái ớt rim nữa. Rim này nó sẽ khô lại rất là ngon. Còn cá này mọi người, nó rất là thấm gia vị, nó săn lại luôn. Rất là chắc nha. Nó săn hơn cái con cá cơm nha mọi người. Thịt nó nhiều hơn, ăn với cơm nóng rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.